Này dễ thương quá. Chú bảo tồn mà. Với lại gần gần 20 năm rồi nè. À, các cô kiểu là cứ đi củi đó. Còn trước người ta không có một cái đi củi về đun đó. Nên bây giờ rừng núi nó mới có cây màu xanh. Ở chỗ cái khu này từ đây mà ra cái chỗ phim trường Kinh Công còn xa. Đây nó cũng đang một khu này đó. Phim trường Kinh Công đóng ở đây 3 tuần mà. Cứ chấp phải xong là máy bay trực thăng ở trong bên kia ra thế xong mà ra bao người ta quay. Là Kinh Công là quay ở đoạn nào? Quay tất cả khu nào này luôn, ở trong này luôn. Vậy để mua vé cho khách đi mua đây sướng hơn đêm kia tốn nhiều tiền quá. Bên kia đi hơi dài. Nhưng mà căn bản là bên kia lại còn một cái hang. Chứ còn những hoa cảnh cũng xinh xinh. Chứ cái bàn tay thì nó rất trong đặt. Chứ đừng đi đi trên suối. Đặt đá hả? Cái hạt đá vàng vàng đấy. Cái đúng là nó sẽ đặt cái bàn tay gần như trục. Kỹ xảo của nó đấy. Hạnh ơi Hạnh. Chỗ kia có Kinh Công nó đập tay đấy kìa. Kinh Công và Kinh Quay ở đây đấy. Mẹ anh Hoàng chụp mà cũng được đền đạn đấy nha. Đó, anh cứ chụp đi. Em té nước liên tục, anh chụp đi. Đấy phải chụp từ bên này sang thì thấy. Chúng ta tiếp tục tham quan phần 2 của Đầm Văn Long. Và chúng ta sẽ trải nghiệm với khu phim trường Kinh Công nha. Ở Đầm Văn Long này thì hệ sinh thái thực vật có khoảng 722 loài, trong đó có khoảng 687 loài thực vật mặt cao, có mạch thuộc 451 chi và 144 họ. Sáng sớm mà đi vào đây thì thích. Vâng, mát. Đây nó rộng rộng, nhất là mình đi thuyền đầu xem nó trong. Dạ. Đặc biệt thì tại đây có 8 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam năm 1996. Thí dụ như là kiên nè, lát hoa nè, tuế nè, lá rộng, hay là cốt cốt tối bổ, hay là sắn bách bộ, mã tiền, hoa tán, xưa bách bộ. Ngoài ra thì những loài mà ếch nhái bò sát đây thì rất là phong phú, nổi tiếng. Thí dụ như là có những cái loài như rắn hổ chúa nè, kỳ đà hoa, trăng đất, rắn rào trâu, rắn sọc đỏ, vân vân. Chúng ta thấy ở đây như một bức tranh sơn thủy hữu tình với cảnh vật hoang sơ. Và chính vì thế cho nên là ở đây thì nổi tiếng với Legendary Entertainment chọn làm cảnh của một phim Kinh Công School Island. Qua những cái thước phim đó thì nơi đây càng nổi tiếng hơn nữa và được người ta biết đến Đầm Văn Long như thế nào. Đầm Văn Long này thì có diện tích khoảng 3.500 hecta và cách với Hà Nội khoảng 80 cây số. Đẹp đó, cảnh đẹp lên hình auto nổi. Ô, lên hình rất là đẹp. Không cần là mình có đẹp hay không. Ở khu vực này thì đặc biệt với hệ thống hang động đây, với những cái khối thạch nhũ lâu năm bắt mắt. Thì vất vả những cái điều đó thì đã làm một cái bức tranh thủy mặc đa sắc lôi cuốn giống như một cái kiệt tác thiên nhiên ban tặng ở vùng này, nên là tuyệt vời. Anh Tú, anh Tử Hổ coi mặt đi rồi đây này. Giờ sẽ vào hang đi. Cái chàng em bên kia nhớ là đi có cái hang mà nó chìm chút ở trong sâu. Cái hang này mà nó cạn nước nó cũng chìm chút ở sâu được. Đi mà bị cộc đầu cơ mà. Hang này không ai cẩn thận nó cũng bị cộc đầu, nhưng mà mình không vào chỗ đấy được. Nước
Đi đầm Đăng Long này thì nếu mà chúng ta đi vào mùa hè từ tháng 5 đến tháng 6 thì ở đây thì không gian nó rất là tuyệt vời hơn. Phủ một cái sắc hồng, chắc chắn bạn sẽ có một cái bộ hình sóng ảo rất là tuyệt vời. Cho nên là nếu chúng ta có dịp thì chúng ta đi vào mùa hè. Hoặc là các bạn có thể đi vào cái mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Thời điểm này thì lý tưởng vẻ đẹp cho các loài động thực vật từng đàn chim bay về làm tổ nơi đây. Cho nên là chúng ta có một không khí tuyệt vời hơn nữa. Mới nổi trước nè. Dạ. Phim trường Kinh Công. Có con gì à? Tảng đá nó tưởng tượng. Tưởng cái con chó con gì đây. Quá tuyệt vời. Ê, bây giờ vào hang nè, tuyệt vời tuyệt vời. Vào hang, vào hang. Bây giờ chúng ta sẽ trong đầu vào cái hang nha. Và cái hang này không phải là hang thông, chúng ta chỉ vô một đoạn trở ra thôi, nhưng mà nó tuyệt đẹp, rất là đẹp. Nhất là khi cái đoạn trở ra chúng ta sẽ thấy được một cái hình ảnh tuyệt vời. Nắng mà vào trong này nó không bị ảnh hưởng gì thì sẽ để nó nảy. Chứ mọi nơi là trong cái đường hang là người ta thắp đèn, thì đây không có đèn. Đây thì điện đâu mà thắp ạ? Đây là hoang tưởng. Này cái hang cực kỳ hoang sơ. Sáng đẹp, sáng đẹp, sáng đẹp. Đây, sáng đẹp. Mùi dơi. Kêu đồng bọn. Cái là bôi sâu thôi chứ nó không thông. Nó không thông được. Sâu chứ không thông. Dạ dạ dạ. Đây bây giờ chúng ta trở ra đây và cảnh sắc đây rất là đẹp. Hình ảnh ra hang động tuyệt vời.
Wow. Chuẩn bị qua chỗ này chị chụp lại cho nhá. Anh chuẩn bị sẵn tư thế đi. Thế nào anh định thế nào chuẩn bị sẵn thế đi. Đây. Để đi ra hẳn về đấy. Nào nào, hai. 1 2 3. Từ từ. Đấy nhá. 1 2 3. 2 3. À, chúng ta nhìn những cái rêu có tạo ở dưới nó rất là đa dạng ạ. À. Nào là rêu đuôi tròn, hay những cái tảo trứng vân vân. Rất là nhiều. Chúng ta đang quay trở ra và đi theo một cái cung đường khác tí. Với những mùa mà sen sống đây nở thì tuyệt vời hơn. Chúng ta nhìn bao quát cái cảnh xung quanh đây. Cảnh trí rất là nên thơ, thanh bình, yên mạ. Hôm nay không thấy chút mình. Thưa quý vị, rằng là ở đây thì chúng ta thấy rằng là nhiều cái đa dạng về thảm thực vật ở đây. Ví dụ như chúng ta thấy có những cây sậy, cây lao, rồi rong, tảo, súng, sen, vân vân, và những cái hình ảnh núi đá vôi đây giống như là một cái hòn non bộ, bức tranh thủy mặc nên rất tuyệt vời. Mùa nước cao thì nó sẽ dâng cao hơn, còn bây giờ thì đang là mùa khô cho nên là mực nước nó thấp. Đây có người đang đánh bắt cá đây, giăng lưới thả câu ở đây. Như đã chia sẻ ở đầu video thì Đức Quốc Trần Channel có dịp chia sẻ với quý vị, đó là cái khu vực mà người ta có thể đánh bắt ở cái khu vực thủ công, đánh bắt với những cái phương tiện thủ công thôi, thì vẫn cho người dân địa phương đây người ta đánh bắt bình thường. Bây giờ chúng ta trở về lại cái khu vực khởi hành ban đầu, bến thuyền. Và rất cảm ơn toàn thể vì các bạn đã cùng đồng hành, quan tâm, theo dõi với Đức Phúc Trần Channel trong những phút vừa rồi. Chúc ta đón một cuộc sống luôn vui, khỏe, hạnh phúc và bình an. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở những cái video kế tiếp.